Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Lại tiếp tục lên các bác một em Mitsubishi đây. Em Mitsubishi này thì mới 100%, hàng chưa qua sử dụng. Đấy, trước này thì em đã quay và bán cho một bác ở Hà Nội rồi. Nhưng mà có điều kiện thì nhà bác ấy ở Hà Nội, cho nên ở chung cư, cho nên là ống đi khá là dài, hơn 10 mét, cho nên là khả năng cao là máy nó không đẩy được vào và nó không được lạnh sâu. Cho nên là bắt buộc bác phải gửi lại máy cho em. Đấy, thì trước này em quay bán lại cho các bác. Đấy. Hôm trước bác nào hỏi em Mitsubishi mới mà chưa mua được thì hôm nay gọi lại cho em nhé. Bác nào lấy con này thì alo cho em hai số điện thoại này: 0975 360 433, dưới là 0377996066. Thì cả hai số này em đều dùng Zalo nhé. Con này thì nó là con Full DS. Con này nó là bản mặt gương. Trước năm 2019 trở xuống ấy là nó dùng mặt gương 2020 đấy, mặt gương. Còn sang đời cao này thì nó dùng sơn nhũ đổi màu, tức là nó đứng dưới các độ góc lắng thì nó sẽ đổi màu. Đấy, máy mới 100%, tay tay chân em hơi bẩn đi sờ nó vào. Đấy, lát em sẽ lau. Tức là nó sẽ đổi màu theo ánh nắng, rất là đẹp luôn. Đấy, cam cảm biến thân nhiệt nó quay đây. Đấy, em quay luôn xuống ống đầu luôn. Đấy, máy mới 100%. Đấy, chưa vào xốp. Đấy, chưa quấn gì nhá. Máy mới 100%. Đây, dàn cũng nóng này. Đấy. Em cứ quay vào tem luôn. Đây tem đây. Đây tem đây. AS2520-2020. Đây. Đây tem lạnh, tem nóng này. S2520 chuẩn chỉ luôn. Cục nóng cũng nặng 19 cân. Chạy ga 32. Đấy. Đây ống đồng đây. Ống đồng đây. Máy mới 100% mà, hàng chưa qua sử dụng. Đầu bi nó còn nguyên đây. Đầu bi nó còn nguyên đây. Đấy. Máy mới 100%. Đấy. Bác nào mà lấy chiếc này thì alo cho em. Trước này hôm trước em bán 10.500.000 thì bác ấy lấy thì bác ấy đã chịu lỗ 2.000.000 rồi. Đấy, thì trước này bây giờ em bán giá là 8.500.000 nhá. Đây 8.500.000 các bác rẻ được 2.000.000, mất mỗi miếng nhựa này. Đây, người ta cắt ra người ta lắp đây. Đấy, máy nó không thể đẩy được. Đấy, vì nó máy chín này thì lắp khoảng tầm 5 đến 60 đống quay về thì nó còn đẩy được ra. Chứ lên mười mấy mét là nó không đẩy được ra. Đây cắt muốn cái miếng nhựa này thôi. Cái này nó nằm ở góc, nó không ảnh hưởng gì đến máy. Thì cái này em sẽ đưa cái miếng bịt vào cho bác. Nhưng không bảo luôn là máy ráp lên rồi nhưng mà không chạy được thì bác ấy gửi lại cho em. Đấy, thì các bác nào ở chung cư thì những cái trường hợp này thì hán níu mới gặp thôi, bởi vì là đi ống quá dài đấy. Các ví dụ như các bác ở chung cư mà đi tầm trên 10 mét ống thì các bác lên lắp những cái dòng máy đầu to, công suất điện 220 tàu 40 trở lên ấy, thì nó khỏe, nó mới đẩy ga ở bên trong được. Thế còn những cái dòng máy bé mà công suất từ 89.000 này thì nó không thể nào mà đẩy được ống đồng dài đâu. Đấy thì các bác lưu ý hộ em ấy nhé. Đấy, tất cả là máy mới nhé, khiển là khiển zin đi theo máy nhé. Đấy, tất cả là khiển mới hết nhé, máy mới 100% nhé. Đấy, thì bác nào mua chiếc này thì rẻ đi 2.000.000, thì em bán chiếc này là giá là 8.500.000. Giá này chưa bao gồm đổi nguồn, chưa bao gồm phí ship. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em chiếc này nhé. Nhà em thì vẫn ship hàng toàn quốc và máy thì em bán ra thì vẫn bao test bao chạy qua 1 tháng. Đây là bác cứ yên tâm nhé. Đây là máy mới 100% rồi. Đấy, còn bác nào thích bảo hành 1 năm thì giá là 9.500.000. Đấy, em cũng báo luôn với các bác vậy. Có một chiếc này thôi. Đấy, bác nào lấy nhanh thì alo cho em. Máy mới 100% nhé. Đấy. À, tem thuế này, tem kiểm định này, đầy đủ hết nhé. Đấy. Em chào các bác nhé. Bác nào lấy thì alo cho em.